trong sáng nay, Đảng bộ huyện Khoái Châu trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và 218 đại biểu đại diện cho trên 9.000 đảng viên của Đảng bộ. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 24 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế của huyện vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất bình quân tăng 11,63% là huyện có diện tích cây ăn quả tăng nhanh và lớn nhất tỉnh năm 2020, đạt 3.850 ha, tăng 1.000 ha so với năm 2015. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm chủ lực như nhãn chín muộn, chuối tiêu hồng, gà đông tảo, nghệ trí tân cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập trên 1 hectare canh tác năm 2020 đạt 225 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng một năm. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, có 7 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 3 xã được công nhận đô thị loại 5. Huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng trưởng khá. Trên địa bàn huyện đã quy hoạch một khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư xây dựng. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm phát triển, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tích cực khắc phục hạn chế yếu kém sau kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tại 110 trên 111 thôn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu đạt được trong 5 năm qua, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18. Đồng chí nhấn mạnh, để phấn đấu đưa huyện Khoái Châu trở thành huyện phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đô thị vào năm 2025, và huyện Khoái Châu trở thành thị xã vào năm 2030, đòi hỏi đại hội cần phải thảo luận, quyết định đúng những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao. Cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cần khẩn trương làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch chuyên ngành để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Coi đây là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Đảng bộ, chính quyền huyện phải xác định nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu của Khoái Châu, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái tâm linh, tối ưu hóa nguồn lực đất đai, mồ mỡ và quỹ đất vùng bãi ven sông để hình thành những vùng chuyên canh trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phải đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khoái Châu cần phải có chương trình cụ thể về bảo vệ môi trường, xử lý tốt chất thải, nước thải, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành, đảm bảo công khai minh bạch chuyên nghiệp hiện đại là nhiệm vụ quan trọng đối với bộ máy chính quyền của huyện.
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của huyện năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tinh thần cống hiến vì sự phát triển của quê hương Khoái Châu. Làm tốt công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân, phát huy tính chủ động sáng tạo của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết đổi mới dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.